đây là lòng lòng cổ dài mà còn gà nha các bạn. Gà trong người đã nhìn ghê chưa, ghê đã chưa, ghê các bạn. Đây là một ảo gà sổ lớn của tiểu bạn, nhìn nó khá là to lớn luôn á chứ giờ cơ bắp của nó này không nhìn xinh chưa kìa. Nó ở đây mình có con ảo gà sổ lớn 1 gram nha, miệng nó khá là to rồi. Đây mình có một con gà sủa rất là lâu lâu với cái gai rất là đẹp tuyệt vời và thế thì nó to chưa vậy các bạn, là con gà sủa khá là to lớn. Ok, và tiếp theo mình có cái gì đây? Ở đây là một con khủng long mà mình chi một sủa rất các bạn, một con khủng long khổng lồ mà mình chi siêu to lớn luôn vậy các bạn, cổ nó siêu dài luôn nha, các bạn có cái cổ dài lắm này. Đó, đây là con mình chi của các bạn, nó to lắm. Có con mình chim một số đó các bạn, một con lông mình khá là đẹp rồi, con này còn cổ dài nha các bạn, nhìn nó to chưa kìa đâu, đấy xịn chưa kìa. Đây là con lông mình chim một số đó con này. Oh wow, một số đó. Đây là con khủng long một số đó các bạn. Đó, đã chưa kìa đâu, đấy là loài thằng lằn biển khổng lồ một số đó các bạn, có những cái dài thì nó rất là biển luôn các bạn. Đấy, nào biết một số đó mình to chưa kìa. Đó, thấy là con khủng long này nó cũng khá là to này. Rồi chưa, đây là Mosasaurus các bạn, thương lòng Mosasaurus. Mình có thương lòng Mosasaurus các bạn, đây là con thằng lặn bơi dưới nước rất là nhanh luôn các bạn. Đấy, con này là khá là to lớn luôn vậy đó, xịn chứ. Wow, tiếp theo là một con thằng lặn. Thôi, thằng này cho đây này, thì này các bạn, con chúa ấy. Đây, đặc biệt thằng lặn nha, đây là con Tyrannosaurus các bạn, là con bảo chúa cực kỳ to lớn của thời lịch sử, rất là to lớn. Tiếp theo là con Stegosaurus kiếm long Stegosaurus màu tím các bạn. Đấy, con này có 4 cái gai đuôi rất là biển luôn nha. Đây là con long Stegosaurus tổng lồng mình đây nha. Đó, kêu nha. Stegosaurus các bạn, nhìn đầu con long Stegosaurus khá là to lớn luôn vậy đó. Nhìn nó xịn như các bạn. Đây là con long Stegosaurus này các bạn. Rồi đây là một chú mong muốn khổng lồ luôn. Wow, đây mình cũng gặp con mong muốn nữa kìa các bạn. Ấy, cặp ngà công vuốt khá là to luôn các bạn. Đây, chú mong muốn khổng lồ to chưa kìa. Nhìn khá là mong muốn thì các bạn ở đây chúng ta cũng một cặp mong muốn xíu to luôn kìa đó. Nhìn xịn chưa kìa. Rất là xịn xò luôn nha. Đó. Ok, và tiếp theo là một con Stegosaurus kiếm lông Stegosaurus nha. Đấy, các bạn ở đây cũng có lông Stegosaurus mà nó to chưa kìa. Con khủng long này sở hữu những chiếc gai khá là nhọn trên người luôn nha các bạn. Ở cái đuôi luôn đó đây các bạn, có những cái gai rất là bén nữa nè. Đó các bạn thấy đã chưa kìa, một con Stegosaurus khổng lồ màu cam khổng lồ. Stegosaurus nha các bạn, đây là khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn vậy. Đó thì cái đầu đó, xịn chưa kìa. To luôn kìa. Bachycephalosaurus mình đây rồi, ở đây mình có con khủng long Bachycephalosaurus. Con khủng long sở hữu một chiếc đầu khá là cứng luôn nha các bạn. Đây là cái phần mai của nó này, rất là dày luôn nha. Đó, đã chưa? Đây là con Bachycephalosaurus, một trong những loài khủng long khá là gọi là gì ta? Con này gọi là sao nhỉ? Con này là cái phần đầu nó hút rất là mạnh luôn các bạn. Nó hút được hay là quả lực từ luôn ấy. Con này cái đầu Bachycephalosaurus đây rồi, chúng ta con khủng long có cái đầu rất là cứng luôn. Đây là chú khủng long Bachycephalosaurus khổng lồ luôn vậy, nhìn nó to chưa kìa. Rất là cứng luôn ấy. Tiếp theo là một chú Spino màu hồng các bạn, quay lưng với nó kìa, đã chưa kìa. Đây là con Spinosaurus mình đi các bạn, có một cái màu hồng khá là đẹp luôn nha. Đó, các bạn thấy chưa, đây là chú Spinosaurus mình đi các bạn, to chưa kìa, thấy không? Wow, con này có màu hồng khá là đẹp nữa nè. Cái miệng của nó khá là dài luôn nha các bạn, con hàng lằn này khá là to lớn rồi chứ, cái phần răng của nó khá là bén luôn. Wow, một chú Spino đây các bạn, chúng ta còn hula Spinosaurus khổng lồ luôn kìa, quay lưng. Đây là Brachiosaurus, đầu loài khủng long cổ dài Brachiosaurus các bạn, nhìn nó to chưa ghê thấy không? Đã chưa? Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình các bạn, rất là to lớn luôn nha. Đó, con này có cái lưng của nó màu đen đen các bạn, hay quá. Ở đây có một con khủng long cổ dài Brachiosaurus thì các bạn, con này nó khá là to luôn các bạn. Đấy, rồi chị kìa. Ở đây là gì đây? Hippopotamus, con hà mã hippo các bạn, một con hà mã khá là to lớn, nó có một cái màu hồng rất là đẹp luôn kìa các bạn.
miệng của nó thấy không, rất là dài luôn, răng của nó và nó rất là bén đó nha các bạn. Đây là chú hà mã khổng lồ của mình này. Tuy nhiên cạnh đỏ chứ này, đây màu đỏ nha, rất là đẹp. Indoraptor các bạn. Ở đây mình có con Indoraptor nha, đấy nghe kìa ghê rồi. Dạ cái giọng nó ghê mày. Đây là lần lần được lai tạo ra chứ không có trong thời tiền sử các bạn. Con khủng long này được lai tạo ra để phục vụ cho bộ phim thế giới khủng long nha. Nó lấy từ gen của con Indominus Rex các bạn. Đấy. À, con này là con lấy từ gen thì nó sở hữu cả trí thông minh và cái khả năng gọi là máu lạnh của nó rất là ghê luôn. Nó thằng một wow, đây là Indoraptor các bạn. Đây là khủng long khá là to lớn đây các bạn này. Khủng long này khá là nguy hiểm nha. Còn ghê lắm. Wow, và đây là gì đây? Một con này con gì á nhờ, nhìn như con trong sa mạc các bạn. Con này nó sống dưới cát này, một con tắc kè sống dưới cát nha các bạn. Con này ẩn nấp rất là nhanh và có tốc độ chạy của này rất là lẹ luôn. Người nó có màu vàng vàng xanh xanh này, rất là bắt mắt luôn các bạn. Đây không, con tắc kè khổng lồ của sa mạc. Oh, xa xa là Brachiosaurus chim màu gần các bạn. Một con khủng long thực chim màu gần với cái lưng màu nâu các bạn, đẹp chưa kìa. Đây là chủ khủng long Brachiosaurus các bạn, thì các bạn nhìn đẹp quá nhờ. À, các bạn thấy giờ con này nó có cái màu lằn rất là đẹp, phải không? Màu như là kìa. Đẹp quá nhờ. Brachiosaurus gần đây rồi các bạn. Chào con khủng long Brachiosaurus khá là đẹp quý vị các bạn. Thấy con này có cái mai đầu sở rất là hay luôn kìa. Cá mập yêu tinh mấy phần răng của nó rất là bén luôn các bạn. Đấy, đây bữa đi xóm này. Con này sở hữu chiếc mũi khá là dài. Sao này cũng được. Mũi này nè. Con này nó sống ở cái độ sâu như vậy. Nó cũng đồng dương như vậy. Đấy, sống ở một nơi rất là sâu luôn. Không bán sáng rồi đấy. Nó cũng có được cảm kiếm lọt về luôn. Nhưng cũng không khá là to lớn luôn các bạn. Con này sở hữu dài rất là mấy luôn. Cái đường của nó này các bạn. Đấy, mình cái gai khá là nhỏ luôn các bạn. Đây các bạn được con Stegosaurus thì các bạn cũng có lâu với những cái gai khá là ngầu luôn các bạn. Đấy, các bạn cũng gai đường cho nó phải là khá là nhỏ. Rất là đây. Ok, và xa xa là một Brachio. Wow, chỉ có một Brachiosaurus màu cam các bạn. Lưng của nó đi chạy dọc xuống một cái làn màu đỏ rất là hào nha. Đấy, là một con Brachio các bạn. Brachio các bạn, con khủng long cổ dài Brachiosaurus thì các bạn nhìn nó to chưa kìa, đây là xịn chưa kìa, đây là con khủng long cổ dài Brachiosaurus thì các bạn to cực kỳ luôn. Ở đây là gì đây, một con lòng mạc sừng cho sừng đó làm cái phần cho sừng đó khổng lồ cái đầu của bạn đấy, sừng nhọn chưa kìa các bạn, đầu là một cái tấm khiên nha, và có cái phần lưng của nó có những sừng sừng mắt luôn các bạn. Đây là con lòng mạc sừng cho sừng đó. Ấy ở đây mình có là gì, con đây là sụp cơ đấy các bạn. Ở đây mình có là Heavy Xenosaur là thành loại khủng long nó ngay dưới siêu bảy luôn các bạn. Hey, nó phải là loại này và nó hỗ trợ rất là nhiều trong việc hạ gục con khủng long Giganotosaurus các bạn. Các bạn có tạo thêm khủng long nữa không? Các bạn đấy, thấy không? Hai con đã ngâm được và con Heavy Xenosaur bị hạ gục rồi các bạn. To lắm luôn các bạn, nhưng nghe to 10 mét lên các bạn, to cái gì luôn. Nói gì các bạn quá chị chứ khủng long rồi các bạn ơi. Hey, chào các bạn trở lại với khu vực khủng long. Ok, và đây trước mặt các bạn là một con mammoth khổng lồ luôn, rất là nặng luôn các bạn. Đấy, ở đây mình có một chú mammoth siêu to luôn kìa các bạn.
wow, nhìn nó bự chưa kìa, thấy không, cặp gà với lại cong vuốt nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn. Đây là chú bò mà bước khổng lồ của thời tiền sử đây đó, nó sống ở giữa kỷ băng hà. Cặp bò bố khá là to luôn nha các bạn, đấy xịn chưa kìa. À đó các bạn, còn Stegosaurus hay là tiếng lông Stego các bạn, một chú khủng long sở hữu những chiếc gai khá là nhọn trên người luôn kìa, không, nhìn nó rất là to lớn luôn nha. Đây là con khủng long Stegosaurus đây, lưng của nó có những cái gai màu xanh lá cây rất là đẹp, và cái đường của nó có một điểm tím này các bạn thấy chưa kìa, đó không, khủng long to nha, gai đuôi nó rất là cứng. Nó một con Stegosaurus nha các bạn, chú khủng long mình gai khá là ngầu luôn các bạn. Đây là chú Stegosaurus khổng lồ luôn, dài của nó khá là cứng luôn nha, cứng và ngầu luôn nha. Ok, để một có một con khủng long bá sừng Triceratops các bạn, gọi là tam diệt long nha. Đó, một chú khủng long thuộc họ khủng long bá sừng có một cái màu vàng và cái lưng của nó này các bạn nhìn đẹp chưa kìa, đó cơ bắp của nó khá là phát triển nha, nó có cái nằm da rất là đẹp luôn, nó sùi sùi xuống các bạn nhìn đẹp quá nha. Và đây là khủng long bá sừng như các bạn, đây là con khủng long bá sừng Triceratops khổng lồ đây các bạn, nó đang ăn cái lá cây các bạn, nhìn nó to chưa kìa, đâu phải nhìn ngầu chưa kìa. Ok, và tiếp theo là một chú khủng long bên Triceratops khổng lồ các bạn, ở đây mình có một khủng long với cái sừng rất là nhọn luôn nha. À, các bạn thấy sừng của con Menta mình chưa, các bạn nhìn nó to chưa vậy đó, đây là chú khủng long Menta Triceratops các bạn, một con khủng long với cái đầu với tóc khiên rất là dày luôn đó, sừng nữa không, sừng rất là đã luôn nha. Wow, một khủng long Menta khổng lồ luôn. Thì chúng ta có Menta Triceratops một con khủng long và cái đầu là một khủng long với cái đầu là cái tóc khiên khá là to luôn các bạn, nó ngầu chưa kìa, đây là khủng long Menta Triceratops. Parasaurus đây là một khủng long được chia màu gần Parasaurus thì các bạn, một con khủng long có một cái màu cam rất là lạ luôn, các bạn có thể thấy được không, cái con biến màu trên đầu rất là hay luôn này. Đó, đây là chú khủng long Parasaurus mà các bạn nhìn thấy chưa kìa, đó không, đấy con này nó có cái gọi là cái cơ thể của nó khá là mập và to luôn các bạn, đấy con này nó mập lắm các bạn, đấy đã chưa kìa, không biết con này đang ăn cỏ sao mà nó mập thế nhỉ. Tiếp theo mình có Parasaurus với con khủng long được chia màu gần khá là đẹp luôn các bạn, đấy nhìn nó to chưa kìa các bạn, đấy xịn chưa kìa. Nghe chưa vậy các bạn, các bạn nhìn là khủng long ăn cỏ rất là mập các bạn luôn, con này khủng long nó còn ăn thịt này không bỏ nha. Đó, đây là con Spino các bạn thấy nó to như là, đây là chú bò Spino sợ rập như này, mang lưng này thì cánh bơm cái miệng của nó, cái đó là rất là nguy hiểm luôn các bạn, cái phần răng của nó rất là bén luôn phải không. Đây là một con Spinosaurus các bạn, ở đây mình có một con Spinosaurus kìa, đây con Spinosaurus to ghê chưa các bạn, đấy nhìn nó xịn chưa các bạn, ngầu chưa kìa, cái lưng của nó này nhìn đã chưa kìa, nhìn như con cừu khổng lồ nha, con Spinosaurus khổng lồ là thiên sử nha, rất là to lớn luôn. Wow, nhìn nó đẹp ghê chưa các bạn, đấy nó có những cái làn da rồi đó, phần lưng của nó này là màu đen đen rất là hay luôn các bạn, con này xong rồi cả trên cả dưới nước nha, một con cũng được gọi là hoàn hảo và sẽ ổn định đúng không bạn. Đây là con khủng long Bachycephalosaurus, là khủng long một chiếc đầu khá là cứng luôn. Đây là cái cơ chế tự vệ tự nhiên của nó, các bạn nó sẽ phát triển cái phần đầu này để hút những con khủng long khác nha các bạn. Đó, nghe nó hút vậy thôi nhưng mà lực hút của nó không có mạnh nha các bạn. Vậy đừng hỏi nha. Bachycephalosaurus là một con khủng long cái đầu rất là cứng luôn vậy các bạn. Con này là con khủng long Bachycephalosaurus thì bạn một khi là khủng long sở hữu cái đầu hút nha. Bachycephalosaurus. Plesiosaurus là một loài thằn lằn biển với tốc độ bơi khá là nhanh ở dưới nước luôn các bạn. Đấy, các bạn tưởng tượng nó bơi nhanh cực kỳ luôn nha. Bốn mái chèo của nó hoạt động liên tục luôn các bạn. Con này là con khủng long được đồn là quái vật Loch Ness, các bạn nhìn thấy hệt giống không? Đấy, cái cổ dài bốn mái chèo, cái người mập ra y hệt con quái vật Loch Ness luôn, chứ gì nữa mà không biết nó có thật không nhỉ. Nhưng mà con khủng long này đặc biệt là con Plesiosaurus là thằn lằn biển bơi rất là nhanh luôn vậy các bạn. Đó, nhìn nó to chứ kìa. Có thật nha. Hey, ở đây mình có Deinosuchus thuộc loài gì thật? Là sấu mình to to ghê chưa các bạn? Cái phần răng của nó này thì ra răng của những con sấu nó sẽ như vậy nha. Cái răng nhỏ này các bạn thấy không? Đó, khi mà nó cắn vào con mồi nó sẽ giữ rất là chặt luôn và khó lấy ra lắm luôn các bạn. Đây là một con sấu Deinosuchus của mình các bạn. Đó, một loài cá sấu khổng lồ rất là nguy hiểm luôn. Con này nó săn được cả một con lợn chúa nữa nha. Deinosuchus đây rồi các bạn, chúng ta cũng có là Deinosuchus đấy, nó lo gì đây, dùng cái đuôi bao bánh như thế này các bạn, này con này Stegosaurus đây rồi, ở đây mình có một loài Stegosaurus thì các bạn cũng có thể là mình đã thấy cái này nó là nó đầu đây. Đó,
các bạn thấy con hổ lông của mình trời là to quá trời to luôn nha. Gai kìa các bạn, nhìn lại cái cái phần gai của nó phải rất là siêu nhỏ luôn các bạn. Cái con Stegosaurus khổng lồ của mình này to. Cái này là con Stegosaurus các bạn, nhìn thấy gai kìa không? Đó, đây là con Stegosaurus khổng lồ luôn kìa, nó to xì kìa các bạn. Đấy, ngồi chưa? Kỳ luôn. Tiếp theo là một con Brachiosaurus cục chi màu gần các bạn. Đây là chú khủng long cục chi màu gần Brachiosaurus, với cái lưng của nó có màu xanh lá cây nè các bạn. Người thì có màu xanh dương rất là bắt mắt. Chú khủng long này khá là thân thiện nha các bạn, nó chỉ ăn cỏ thôi nha, nó không có ăn gì là đâu. Và nó được đồn là nó được xem là thích ăn dự trữ cho mấy con khủng long ăn thịt các bạn, như con khủng long bào chúa, mấy con khủng long đi UFO rồi các kiểu, nó bị săn nhiều nhất luôn con này nè. Nó không có cái sức phòng kháng hoặc không có cái khả năng tự vệ như những khủng long khác, như con gà hay gì đó, còn lại không có cái gì luôn, nó chỉ có chạy. Chim màu gần các bạn, này là chúng là chim màu gần. Đấy, con này nó chạy rất là nhanh đấy chứ. Vậy thôi các bạn, như con đà điểu chạy nhanh lắm. Một chú hà mã thời lịch sử Hippopotamus, là loài hà mã khổng lồ của thời lịch sử nha. Sở hữu cái phần răng, chiếc răng của nó phải nói là rất là nhọn luôn các bạn, có thấy cái phần răng của nó này không? Rất là nhọn và bén luôn nha các bạn. Đây là con Hippopotamus các bạn, thấy các bạn to chưa kìa, thấy không? Đấy, chú hà mã khá mập mạp và đáng yêu luôn. Đã chưa? Và đây là con khủng long bạo chúa T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ các bạn. Ở đây mình có một con khủng long bạo chúa nha các bạn. Con này nó có một cái màu vàng khá là ngầu luôn các bạn. Đây, chú khủng long bạo chúa T-Rex của mình đây. Con mắt của nó có màu đỏ và cái phần răng rất là bén nha. Nhà là thấy cái phần sọc màu đen rất là đẹp luôn các bạn. Đây là con T-Rex Tyrannosaurus nhưng mà các bạn nhìn nó to chưa? Bạo chúa trong người đã theo với cảm là nó bằng cái này các bạn. Ở đây chúng ta có Deinosaurus chết, con cá sấu thời tiền sử của nó, cái răng của nó rất là bén luôn vậy các bạn. Các bạn thấy cái phần răng của nó kìa, nhìn rất là bén luôn này không? Cái lưng của nó là những cái lớp gai khá là dài và cứng luôn. Đã chưa kìa không? Cái phần gai của nó này không? Cái phần gai rất là nhỏ luôn nha. Đây là thằng cá sấu Deinosaurus chết, con cá sấu rất là nguy hiểm luôn. Đôi sự chết như vậy, còn cá sấu này khá là nguy hiểm luôn các bạn. Con này đã săn được cả khu vực bảo chứa luôn các bạn. Brachio của mình đây rồi, đây có lòng mũi dài Brachiosaurus và cũng lòng khá là to lớn màu cam các bạn. Đây là chú lòng Brachio mũi dài của mày ngồi chưa vậy không? Cái lưng của nó cái dài cả màu cam rất là bắt mắt luôn các bạn. Chú lòng được khoảng mũi dài 5-30 cm. Khủng long của giờ Brachiosaurus, khủng long Brachio khá là to lớn luôn kìa. Và đây là Dilophosaurus nha. Ta là khủng long Dilophosaurus. Đấy, bây giờ đây là khủng long Dilophosaurus. Những màu sắc con này phải nó làm rất là nét luôn nha. Cái phần này làm hay nhất này các bạn. Có ba màu khác nhau luôn, nhìn rất là xịn sò các bạn. Đây là chú mình Dilophosaurus này, đẹp quá nha. Đằng sau làm cũng giống các bạn, con này làm rất là tỉ mỉ luôn nè. Đấy, cực kỳ chi. Ở đây con đại lục hồ sơ đó chạy rất là nhanh luôn các bạn. Con khủng long có những cái mang đặc phình là rất là đẹp đây các bạn. Đấy, nhìn nó to vậy các bạn. Đây là khủng long đại lục hồ sơ đó các bạn. Đã chưa kìa. Biết luôn. Ok. Iguanodon thời tiền sử. Ở đây mình có Iguanodon này các bạn, một con khủng long với cơ bắp khá là dày luôn các bạn. Cái cơ bắp của nó rất là cứng luôn nha các bạn. Đây, mình có một chú khủng long Iguanodon các bạn. Đó, con này là khủng long thuộc bộ móng vuốt của mình đây, cái miệng kêu này không? Lạ chưa kìa đấy không? Đó, chú khủng long Iguanodon khá là đẹp luôn. Gai của nó thì khỏi mấy bạn. Iguanodon các bạn, chúng ta có Iguanodon các bạn. Đấy, cái này khủng long thuộc bộ móng vuốt khá là đẹp luôn kìa. Cái này phải nói là rất là bắt mắt luôn nha. Và đây là Indoraptor các bạn. Đấy, ở đây mình có khủng long Indoraptor. Con này nó có một cái màu đen nè các bạn. Đó, đã chưa kìa, đây là chú khủng long Indoraptor của mình nha. Răng của nó này làm rất là bén luôn này không? Đó, thấy xịn chưa? Wow, cái lưng của nó thì phải nói là rất Indoraptor. Đây chúng ta có một khủng long Indoraptor thì các bạn nhìn thấy xịn chưa kìa đâu. Là đã luôn các bạn, cái lưng của nó gai không là gai nữa này các bạn, nhìn xịn chưa kìa đâu. Đó, đây là khủng long Indoraptor của mình, các bạn nhìn đẹp chưa kìa, thấy không? Một con khủng long khá là ngầu luôn. Wow, tiếp theo là mình có gì đây các bạn? Wow, và đây là con T-Rex các bạn, một con khủng long bạo chúa thời lịch sử Tyrannosaurus khổng lồ các bạn. Ở đây, to chưa kìa, thấy không? Đây là khủng long bạo chúa T-Rex thì các bạn nhìn nó rất là ngầu luôn này. Đó,
khủng long bạo chúa tiên với đây rồi đây là một tiền lộ sau đó xin lộ rồi các bạn cầm lược rồi nó xịn chưa, con này nó còn khủng long bạo chúa nhau bao khá là to. Ok, tiếp theo.